đối với cây thanh long, việc canh tác gắn với cấp mã số vùng trồng sẽ đòi hỏi quy trình kỹ thuật ra sao? Nhà vườn Bình Thuận đang có những cách làm như thế nào để sản xuất đáp ứng đúng quy định? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 7 tháng 5 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa.